Quay trở lại với phần tin 24 giờ qua là các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống. Thưa quý vị, Dow Jones đã mất 350 điểm sau khi FED cho tăng lãi suất. Vào thứ Tư ngày 19 tháng 2 thì thị trường chứng khoán Wall Street lại chao đảo thêm nữa khi Quỹ Dự trữ Liên bang FED lại cho tăng thêm lãi suất ngân hàng lần thứ tư trong năm nay. Dow Jones mất 351 điểm và đóng trong ngày hôm thứ Năm với mức thấp nhất từ đầu năm cho đến nay, sau khi mất sạch 380 điểm tăng thêm trước khi có quyết định của FED. Chỉ số S&P 500 mất 1,5% và chỉ số Nasdaq mất 2,1%, với cổ phiếu của Apple giảm giá đến trên 3%. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đang trên đường kết thúc tháng cuối của năm nay như là thành tích tệ hại nhất kể từ khi có cuộc đại khủng hoảng vào năm 1931. Chỉ trong tháng 12, Dow Jones mất 8% giá trị và S&P 500 mất đến 9%. S&P 500 đang đi vào vùng báo động đỏ cho năm nay sau khi mất tổng cộng là 6,3%. Quỹ FED quyết định cho tăng lãi suất ngân hàng lên 0,25%. Vào ngày hôm thứ Tư, Tổng thống Trump đã ra lời cảnh báo rằng ban lãnh đạo FED cần thận trọng để không mắc thêm một sai lầm nữa. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc đã tuyên bố Hoa Kỳ bắt đầu rút quân ra khỏi Syria. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Sarah Sanders vào hôm 19 tháng 12 nói rằng: "Chúng tôi đã bắt đầu đưa quân đội Hoa Kỳ về nước trong khi chúng tôi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch này." Bà nói thêm: "Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi sẵn sàng tái tham gia ở tất cả các cấp để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ bất cứ khi nào cần thiết. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để tấn công cứ địa của bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan, các đất, các đường tài trợ và hậu thuẫn của bọn chúng." Hoa Kỳ hiện nay có khoảng 2.000 binh sĩ tại Syria, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng địa phương để chiến đấu chống lại ISIS. Lực lượng dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã có một số thành công gần đây trong việc chống lại nhóm khủng bố và chiếm được thị trấn lớn cuối cùng do ISIS nắm giữ ở phía đông của sông Euphrates. Hoa Kỳ hiện có 5.000 binh sĩ trú đóng ở Iraq và sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công sang Syria nếu cần thiết. Trong vài tuần qua, Liên minh chống ISIS do Hoa Kỳ đứng đầu đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích và pháo binh nhắm vào ISIS ở Syria. Thưa quý vị, nghị sĩ của đảng Cộng hòa Lindsey Graham đã chê rằng ông Trump cũng giống như ông Obama khi rút quân ra khỏi Syria. Quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút quân khỏi Syria đã dẫn đến phản ứng giận dữ của nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, là một trong các đồng minh thân cận của Tổng thống. Vị nghị sĩ của tiểu bang South Carolina đã chỉ trích rằng việc rút 2.000 quân khỏi Syria của ông Trump sẽ là một sai lầm lớn tương tự như sai lầm của ông Obama trước đó. Việc Hoa Kỳ rút quân vào lúc này sẽ là chiến thắng lớn cho phe ISIS, Iran, Bashar al-Assad của Syria và Nga. Trước đó vào ngày thứ Tư, Tổng thống Trump đã ám chỉ việc rút quân khỏi Syria trên Twitter như sau: "Chúng ta đã đánh bại ISIS ở Syria. Lý do duy nhất của việc duy trì quân đội ở đây dưới thời chính quyền Trump." Ông Graham sau đó trả lời lại rằng, việc tuyên bố chiến thắng trước nhà nước Hồi giáo là còn quá sớm. ISIS chưa bị đánh bại tại Syria, Iraq và chắc chắn là không phải ở Afghanistan. Nghị sĩ Graham cũng cho biết ông sẽ thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và sẽ kêu gọi mở phiên điều trần về quyết định rút quân này. Ông Graham không phải là người duy nhất chỉ trích Tổng thống trong sự việc này. Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đọc diễn văn từ biệt Quốc hội. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan vào hôm thứ Tư 19 tháng 12 đã đọc diễn văn từ biệt Quốc hội tại khu vực Library of Congress sau hơn 2 thập niên phục vụ trong cơ quan lập pháp ở Capitol Hill. Cũng tại nơi đây, cách đây hơn 3 năm, ông Ryan cũng đọc bài diễn văn đánh dấu khi ông lên làm Chủ tịch Hạ viện. Trong đó, ông bày tỏ một viễn kiến về một đất nước Hoa Kỳ đầy tự tin khi Cộng hòa kiểm soát thế đa số Hạ viện. Trong năm 2018, chỉ vài tháng sau khi Cộng hòa thành công trong việc chuẩn thuận cho luật cải tổ thuế, vốn là ước mơ lâu năm của ông Ryan, ông bất ngờ tuyên bố mình sẽ về hưu khi mãn nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Trong nhiều tuần qua, lúc chuẩn bị rời Quốc hội, ông Ryan đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn về quá trình đóng góp của ông.
văn phòng của ông tung ra một loạt video, trong đó ông Ryan làm nổi bật di sản chính của ông. Đó là tranh đấu để cuối cùng Tổng thống Trump ký thành luật dự luật cải cách thuế má vào cuối năm 2017. Ông Paul Ryan đắc cử dân biểu quốc hội đại diện cho Wisconsin vào năm 1998 khi mới 28 tuổi. Chuyển sang các bản tin có liên quan đến đời sống. Thưa quý vị, Paris đã tổ chức trình diễn ánh sáng, hình ảnh, động vật quý hiếm. Khủng long, gấu bắc cực và voi đã tỏa sáng những nửa con tê giác, hổ và đèn lồng hình gấu trúc. Tại một buổi trình diễn ánh sáng ở Champs de Plantes của Paris, nhằm thu hút sự chú ý của công chúng đến các loài có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới. Hãng thông tấn Reuters cho biết, Paris luôn lấp lánh với ánh sáng mỗi mùa lễ tràn ngập khắp thành phố. Tuy nhiên, trong năm nay, khu vườn thực vật ở trung tâm Paris là trở thành ngôi nhà của những hình động vật có màu sắc rực rỡ, cao tới 15 mét, được lắp đặt bởi Lễ hội Ánh sáng Trung Cộng, một công ty con của công ty văn hóa Tứ Xuyên TRU. Chuyến tham quan bắt đầu với khủng long thời tiền sử, sau đó là các loài đầu tiên bị tuyệt chủng do áp lực của nền văn minh chân nhân loại, như voi ma mút và hổ răng kiếm. Cuối cùng, khu tham quan trình bày sự đa dạng của các loài có nguy cơ tuyệt chủng ngày nay, bao gồm gấu trúc, voi và cá mập trắng dài 30 mét. Các nhà tổ chức của chương trình muốn đưa thông điệp chống lại áp lực phát triển kinh tế đối với thiên nhiên và sự tồn tại của các loài quý hiếm. Trong khi đó, thì không khí Giáng sinh tràn ngập Jerusalem. Thưa quý vị, Jerusalem đang bắt đầu chuẩn bị cho Giáng sinh tuần này khi ông già Noel của thành phố bắt đầu khởi động các lễ hội và phân phát cây thông Giáng sinh. Issa Kassesia là người đóng vai ông già Noel ở Jerusalem đã chào đón các gia đình Kitô giáo ở một cái hang ông tự làm vào đầu tuần này và phát cây thông miễn phí ở khu phố cổ vào thứ Năm 20 tháng 12. Sự kiện này được tổ chức hàng năm bởi chính quyền thành phố Jerusalem. Ngoài ra, cũng trong dịp này, Bảo tàng Israel đã mời du khách tham dự chuyến tham quan triển lãm độc đáo dành cho các tín hữu Kitô. Một trong những cổ vật được trưng bày đó là xương gót chân đã bị đinh sắt đâm mà bảo tàng nói là có niên đại từ thế kỷ thứ 1 và được tìm thấy trong một hang động chôn cất ở phía bắc của Jerusalem, bên trong một cái hang được khắc bằng tiếng Do Thái với tên của người quá cố bị đóng đinh, đó là Yehohanan ben Hako. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí.